Để hỏi gì? Nhận xét vai trò của hydrogen trong đời sống sản xuất và y tế. Rồi ok, các bạn có thể mở tài liệu của tôi ra để tham khảo nha. Tôi có nêu cái vai trò của các nguyên tố hydrogen trong đời sống sản xuất. Ví dụ như đối với fluorine, dùng để sản xuất chảo chống dính, đúng không ạ? Hay là nó có thể sản xuất ra thuốc trừ sâu hay là thuốc chống dán, đúng không? Làm kem đánh răng. CL thì fluorine thì được dùng để khử trùng nước sinh hoạt, hay là để tổng hợp lên các dung môi, đúng không ạ? Còn bromine ấy thì dùng làm dung dịch hòa tan trong phòng thí nghiệm, đúng không? Hoặc là sản xuất ra mực in, cũng là dùng ứng dụng của BR. Còn Y thì là muối iốt. Các bạn nghe là muối iốt đúng không? Iodine thì là muối iốt này. Rồi muối iốt 5% dùng để sát trùng vết thương, đúng không? Đây là những cái ứng dụng mà tôi đã mô tả. Do đó mình nhận xét là gì? Vai trò của các halogen trong đời sống sản xuất y tế là vô cùng quan trọng và vô cùng cần thiết luôn, hầu như không thể thiếu chúng trong đời sống, đúng không ạ? Các nguyên tố này là các nguyên tố mà chi phối lên cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Rồi ok ha.